Đạp gió 2023, chị Bu gây sốt với khoảnh khắc quên từ tiếng Trung khi kêu gọi bình chọn. Màn trình diễn đặc sắc và ấn tượng của Chi Bu và các đồng đội đã giúp họ có được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng bình chọn tại hiện trường. Ở màn công diễn 2 của Đạp Gió 2023, Chi Bu lần đầu tiên làm đội trưởng, hai thành viên còn lại, Cung Lâm Na và Lương Nhã Sắc. Đồng thời, nhóm của Ella và Chi Bu hợp thành một liên minh, thành tích của mỗi liên minh dựa trên tổng điểm của hai màn trình diễn do hai đội trưởng dẫn dắt. Màn trình diễn Rosemary của đội Chi Bu cũng đã chính thức được giới thiệu đến khán giả. Rosemary, Mẹ Điệp Hương là một ca khúc nổi tiếng của Châu Kiệt Luân. Sân khấu được đội Chi Bu lên ý tưởng dàn dựng độc đáo khi lửa bùng cháy trên một sân khấu đầy nước. Tiếng đàn tranh kết hợp với diễn xuất của Cung Lâm Na và Lưu Nhã Sắc tạo nên những khoảnh khắc đậm chất điện ảnh. Riêng Chi Bu bất ngờ xuất hiện trên không trung quyến rũ với màn nhào lộn đẹp mắt, thể hiện đẳng cấp của một nghệ sĩ không ngại thử thách bản thân trước những điều khó khăn. Xuyên suốt màn trình diễn, Chi Bu đã kết hợp ăn ý từ hát đến diễn xuất, vũ đạo cùng các thành viên mang đến màn trình diễn bắt mắt đã tai. Khả năng tiếng Trung của cô cũng được nhận xét đã cải thiện nhanh chóng. Sau khi kết thúc màn trình diễn, Chi Bu cho hay mình đã rất áp lực nhưng cũng cảm thấy đây là một vinh dự đặc biệt khi được làm trưởng nhóm và đồng hành cùng hai tỷ tỷ quá tuyệt vời là Cung Lâm Na và Lưu Nhã Sắc. Nữ ca sĩ cũng đã cố gắng nói tiếng Trung để kêu gọi bình chọn nhưng ngay lập tức phải cầu cứu lấy các tỷ tỷ vì bí từ. Khoảnh khắc này khiến các khán giả lẫn các tỷ tỷ trong phòng chờ đều cười lên vì đáng yêu. Thậm chí Ella Trần Gia Hoa cũng phải thốt lên rằng tôi cũng sắp trở thành fan của con bé này. Chi Bu cùng các đồng đội đã cùng nhau hát và tạo vũ đạo cho bài Một Con Vịt nổi tiếng của Việt Nam để kêu gọi bình chọn từ khán giả tại trường quay. Kết quả chung cuộc, đội Chi Bu giành 847 điểm, chiến thắng khi đối đầu với team Lưu Tĩnh Trang, đồng thời xếp hạng thứ 2 trên tổng số 8 màn trình diễn. Về kết quả của đội liên minh, Ella và Chi Bu xếp hạng 2 với tổng cộng 1.666 điểm. Từ khi Đạp Gió 2023 phát sóng tập đầu tiên, những màn tương tác dễ thương giữa Chi Bu và Amber được nhiều khán giả yêu thích. Mới đây, Amber bất ngờ đăng tải đoạn clip thực hiện vũ đạo ca khúc Si Tình và cho biết đã được Chi Bu tận tình hướng dẫn. Sự hài hước của cả hai cũng thu hút nhiều sự chú ý. Ngay sau đó, Chi Bu cũng dí dỏm để lại bình luận 5 tệ tiền học phí hoặc có thể hướng dẫn em nhảy bài Problem để bù vào. Được biết, Problem là màn trình diễn xuất sắc trước đó của Amber trong màn công diễn 1. Amber đã ngay lập tức đáp lời, lần sau về chung một đội.